Thần Linh ơi, chị vẫn chưa gọi cho mình. Kali. Em có biết gì không hả Gauri? Đợi chút. Chị đã thuyết phục được Du. Em biết anh ấy sẽ đến mà. Không, đó không phải là điều chị định nói. Ôi Trần Linh ơi, vậy tại sao chị lại vui như vậy? Điều đó đang giết em. Và chị thì đang mỉm cười. Gauri, chị muốn nói với em một điều quan trọng. Em nghe nè, em không muốn nghe đâu. Không có gì quan trọng hơn Du vào lúc này đâu Kali à. Chị có biết điều gì sẽ xảy ra nếu Du không bị thuyết phục mà. Chị đến để xin lỗi anh ấy, nhưng mà anh ấy không chịu lắng nghe chị. Chị nghĩ chúng ta cần cho anh ấy một thời gian để anh ấy có thể tự chủ được. Dù sao đi nữa, hãy nghe chị nói đi. Chị không thể nói điều này với bất kỳ ai ngoài em. Em sẽ không nghe chị cho đến khi chị sắp xếp được mọi thứ. Chị sẽ lo được mà, chị hứa đó. Em có biết chuyện gì đã xảy ra vào ngày hôm nay không, mẹ Mangsi? Kali à. Bắt đầu chuẩn bị cho đám cưới đi. Bởi vì ngày cưới đã được ấn định được rồi. Du à, lại đây nào con yêu. Nè, con coi cái này đi, ta thích cái này. Con nghĩ sao? Bà ơi, con... Cái gì? Con sẽ không chọn thiệp mời cho đám cưới của mình hay sao vậy? Con phải nói gì đây thưa bà? Bà hãy chọn bất cứ mẫu nào mà bà muốn đi. Con hy vọng là mẹ thấy được bộ đôi anh chị em đang chơi trò chơi gì. Vì họ, không chỉ con, mà ngay cả Du cũng phải nhân nhượng rất nhiều. Nhưng mà không còn nữa. Con sẽ dạy một bài học như vậy cho Nikan và Gauri Siha, mà họ chắc chắn sẽ không bao giờ quên. Còn đúng rồi đó. Đây chính xác là những gì mẹ đang nghĩ. Con có hiểu hay không, hay cần mẹ giải thích? Du à, bà biết rằng con sắp kết hôn vì bất lực. Nhưng mà con hãy hiểu một điều. Sau khi con kết hôn, con sẽ yêu vợ của mình bằng tất cả những gì mà mình có. Con thấy đó, khi con dâu không hạnh phúc thì gia đình sẽ rất là đau khổ. Rồi thời gian, con sẽ làm cho vợ con hạnh phúc. Đối với đám cưới, tôi sẽ đặt đồ ngọt từ 9 nơi mà ông và tôi thường đến với ba khi mà chúng ta còn nhỏ. Chính xác, từ cửa hàng nổi tiếng của ông Tiwari ở Kolkata. Ba ơi, con ước gì có thể chia sẻ niềm vui của mình với ba. Chắc hẳn là ba rất vui khi mà biết tin về mẹ Mangsi. Nhưng mà con muốn gặp riêng mẹ trước khi kể cho ba nghe về mẹ. Con không muốn cho ba bất kỳ kỳ vọng hảo quyền nào. Được rồi, hãy đến càng sớm càng tốt, bởi vì mọi thứ đã trở nên rắc rối rồi. Mình hoàn toàn chắc chắn rằng mẹ Mangsi vẫn còn sống và mình sẽ gặp mẹ sớm thôi. Nhưng mà trong dịp vui này, mình không nỡ nhìn thấy Gauri buồn. Được rồi, tôi cần ông ở đây. Hãy quay lại càng sớm càng tốt. À Kali, con muốn danh bạ điện thoại của ba. Không, đó là Kali. Con bé cần cái gì đó. mình sẽ nói chuyện với Du và cố gắng làm cho anh ấy hiểu. Mình chắc chắn anh ấy sẽ nghe lời mình. Bây giờ tôi cúp máy đây. Được rồi, được rồi. Kali à, con cần danh bạ điện thoại để làm gì? Dạ, con cần số của Du. Số của Du? Tại sao con cần nói chuyện với thằng bé? Con... Ba, con đã nói với họ sự thật về Tử Vi. Nhưng mà còn một điều nữa. Du phát hiện ra điều đó trước khi chúng con kịp nói với anh ấy. Và Du thực sự rất buồn về điều này. Con muốn nói chuyện với Du. Con đang nói về cái gì vậy? Sự thật về giọng hát của Gauri. Vào ngày đính hôn, Du đã nhìn thấy con hát cho Gauri. Cái gì? Kali à, sao con có thể bất cẩn như vậy chứ? Con thậm chí có nhận ra rằng hậu quả có thể sẽ rất là tệ không? Tại sao? Còn không thể nào cẩn thận hơn một chút được sao? Con không có cố ý đâu ba à. Có lẽ điều đó đã được định sẵn để mà xảy ra. Xin ba hãy tin con. Ba đừng lo gì cả. Con sẽ xoa dịu Du. Không có gì có thể làm gián đoạn đám cưới đâu. Alo. Mẹ Mangsi. Ai đó? Cô muốn nói chuyện với ai nào? Cô muốn nói chuyện với ai? Mình đoán là ai đó đã gọi nhầm số rồi. Alo. Cô muốn nói chuyện với ai nào? Alo. Nè, cô đang làm gì vậy? Hãy tắt máy đi, chắc là nhầm số rồi đó. Cúp máy đi. Tôi muốn thực hiện một cuộc gọi khẩn cấp. Biên đạo múa đó không trả lời cuộc gọi của tôi. Tôi cần nói chuyện với anh ấy về nghi lễ Sangeet. Ông ấy chưa gọi lại cho tôi. Ai vậy? Hả? Mình không thể nào hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Con nhỏ Kali nó đang làm gì? Phải chăng là nó đang âm mưu để mà chống lại mình không? Tôi thiệt tức quá mà. Cô đã phá hỏng tất cả mọi thứ rồi. Xin lỗi Niha, mình sẽ không bao giờ trêu chọc cậu nữa đâu. Mình là bạn thân nhất của cậu, có phải không? Nè, không bao giờ. Làm ơn đi. Mình sẽ tặng cậu thật nhiều sô-cô-la. Thật sao? Mình hứa đó. Và cậu sẽ không bao giờ kéo chân mình trước bạn bè của chúng ta nữa. Không bao giờ. Được rồi. Tình bạn là một sự gắn kết rất là đặc biệt. Con không bao giờ nên phá vỡ nó vì hiểu lầm đâu. Gauri sẽ sớm được gả cho gia đình này. Mình đột nhiên đến đây có được không chứ? Nhưng mà giọng nói đó rất giống như là mẹ Mangsi. Mình phải đến để tìm ra đó là ai. Ôi không! Cô đang phá hỏng nó. Hãy bước chân ra khỏi đó. Đầu gối của tôi thì đau như cắt. Tuy nhiên tôi đã ngồi suốt 2 tiếng đồng hồ và làm tròn ghi này. Xin lỗi thưa bà Chaudhary. Tôi đặc biệt làm đó cho Chaudhashi. Cô có nhận ra đó là điểm xấu hay không vậy hả? Tôi chắc hẳn là cô không thể nào biết. Cô thậm chí còn không biết mình thuộc giai cấp nào. Cô chỉ xông vào bất cứ nơi nào như vậy sao? Xin lỗi bà Chaudhary. Con tưởng là mẹ Mangsi. Nè, đừng có xin lỗi nữa. Sao cô có thể cư xử như vậy với gia đình mà em gái cô sắp kết hôn chứ? Cô không biết xấu hổ hay là sao? Và Mangsi là ai? Tôi không biết người phụ nữ nào có tên này. Cô bị say rượu hay sao vậy? Con xin lỗi thưa bà. Tôi đã nói với cô rằng hàng triệu lần rằng lời xin lỗi của cô sẽ không có tác dụng gì cả. Bây giờ hãy ra khỏi nhà tôi ngay lập tức đi. Đây chính là tử vi của Gauri. Tôi có thể nói tôi đã liều mạng để mà có thể có được nó. Tuyệt vời. Ông đã làm một công việc rất là tuyệt vời. Ôi bây giờ tôi muốn hôn ông liền ngay lập tức. Thưa ông hãy chờ mà xem đi ha. Vít Qua Vi sẽ bị sốc khi mà phát hiện ra Lilavati. Bà ta có lá số tử vi này. Nó sẽ khiến anh ta sợ hãi. Tôi cũng rất thích nhìn thấy điều đó. Đúng. Và bây giờ tôi sẽ gửi lá số tử vi này cho bà Chaudhary. cùng với những món quà dành cho gia đình của chú rể. Quà tặng sao? Đúng vậy. Ôi không, nhưng mà quà đã được gửi từ sáng rồi. Cái gì? Ôi khỉ thiệt. Bây giờ tôi sẽ tự mình đưa lá số tử vi này. Thật đáng kinh ngạc. Đơn giản mà. Làm sao mà cô có thể cư xử như vậy với gia đình mà em gái cô sắp gả vào chứ? Ôi không, cô đã phá hỏng nó. Làm sao cô có thể cư xử như vậy với gia đình mà em gái cô sắp gả vào? Bây giờ hãy bước ra khỏi nhà tôi ngay lập tức. Nè, đây đã Kali, cô có ổn không? Không, cô đến đây để xin lỗi lần nữa thay cho Gauri sao? Đó chính là lỗi của tôi. Cô muốn gì? Tôi muốn anh nói chuyện lại với Gauri. Làm ơn đi Du. Làm ơn đi mà. Tôi tha thứ cho cô lần này, nhưng mà đừng bao giờ nói dối tôi nữa. Cảm ơn. Cảm ơn anh rất nhiều. Không có gì đâu. Tôi không có bao giờ có ý định làm tổn thương cảm xúc của anh. Gauri cũng không có ý định mà làm tổn thương cảm xúc của anh đâu. Được rồi, tôi sẽ nói chuyện với cô ấy. Mình có nên hỏi Du về mẹ Mangsi không? Du à? Hả? À, không có gì. Không, với tình huống này, anh ấy có thể nghĩ là mình bị điên. Có thể là mình đã sai rồi. Chắc hẳn mình đã tưởng tượng rằng mẹ Mangsi vẫn còn sống. Kali, đợi một chút, đến đây. Nghe nè. Sao vậy? Chị có thuyết phục được Du không? Anh ấy vẫn còn khó chịu với em hả? Anh ấy có chịu nói chuyện với em không? Kali, chị đã xoa dịu anh ấy chưa? Hãy nói cho em biết sự thật đi nào. Em sẽ kể cho mọi người nghe những gì chị đã làm với em. Gauri bình tĩnh. Du nói rằng anh ấy sẽ nói chuyện với em mà. Thật sao? Thật. Cảm ơn. Em yêu chị. Cảm ơn. Tuyệt vời làm sao. Em rất là hạnh phúc. Gauri, chị muốn nói chuyện với em về một điều quan trọng. Nhưng chị muốn nói với em điều gì? Nhưng mà em quá tức giận nên không cho phép chị nói. Chuyện gì vậy? Mọi chuyện ổn chứ? Gauri, mẹ, Kali. Ba nhận được cuộc gọi từ bà Chaudhary. Con đã làm gì ở nhà họ vậy? Bà ấy nói là con đã vào nhà mà không được cho phép. Con đã làm gì vậy? Và đã làm điều gì đó rất khủng khiếp. Bà ấy khá bối rối và ba không thể nào hiểu được mọi thứ. Con có muốn nói điều gì để bào chữa không? Chỉ không cần phải biện minh cho việc mình đã làm đâu. Con đã nói dễ đến đó đó. Con đã nói dễ đến gặp Du. Con muốn dễ đến đó giải thích thay cho con. Có thể là gia đình anh ấy đã hiểu lầm. Và bà của Du thì hơi nghĩ nhiều. Được rồi công chúa, nhưng mà con đừng có liều lĩnh đó. Bà Chaudhary là một người phụ nữ nóng tính. Bà ấy có thể thổi phồng mọi thứ lên một cách không hợp lý. Bà không muốn có một sự hiểu lầm nào có thể tạo ra rạn nứt giữa hai gia đình. Hai đứa hiểu chưa nào? Chúng con sẽ cẩn thận thưa ba. Được rồi.